Đây là con bơi xít, bữa nó bị mất kết nối ca lai nè anh em ơi, K35 ha, V01. Bây giờ nó đã hoạt động lại rồi anh em ha. Thì cái xe này nó bị chạm vào cái dây tín hiệu VS vô cái dây xanh xanh nhạt sọc đen của Vania CV á, và nó bị chập, nó mất bơm xăng ha, mất không mất đời, mất bơm xăng, mất đánh lửa, mất đời, mất bơm xăng, mất đánh lửa, đèn FPI sáng suốt ha, không kết nối được với máy chuẩn đoán ha. Thì giờ mình đã làm lại nó đã hoạt động rồi, nó hư cái Vania CV rồi, giờ đang đặt, thì giờ mình sẽ bật lên cho anh em xem. Bây giờ bơm xăng là đã có ha, nổ máy vẫn có, nhưng mà cái Vania CV vẫn đang hư. Giờ nó đã bơm xăng ha. Bây giờ nó đã bơm xăng thì bây giờ mình đã xem thông số được rồi. Thì cái cũ là mình không thể nào mình vào mình xem được thông số ha mọi người ha. Không thể nào xem được thông số. Đó thì nó mắc bơm xăng, mắc đời, mắc đánh lửa luôn. Thì mình lấy cái con ECM này ra ngoài ha. Mình nạp lại phần mềm cho nó, xong mình không có thay cái van này ha. Mình ghim lại cái này nó lại bị thêm một phát nữa nha anh em. Nó bị hư cái con này, không biết là nó bây giờ là ở trong đây là ba chân nó đang thông mạch với nhau anh em. Đó, nó chập làm sao giờ mấy chân để thông mạch lại với nhau ha. Thì khi mình đút vô đây một cái nữa, mình mở ra ngoài, mình để khoảng mình khui hết mấy cái keo này ra, mình để nguội trong vòng một đêm tới sáng đó, thì mình lại kết nối, mình đã đọc được ha, mình đã cứu lại nó xong, cái mình ghim lên trên xe thì nó lại bị thêm chập hai nữa anh em, là nó bị chập cái con này ha. Đó thì con này là nó lại mất kết nối tiếp, thì em lại phải tháo ra ngoài rồi em mới đổ cái em nạp lại phần mềm lại cho nó một chập nữa. Rồi tạm thời giờ là đặt cái con này nó xài chung với Winner anh em ha, Winner SH đồ Vania CV ha, bên cầm chừng đâu nè. Đó thì bây giờ không có, thì tạm thời đang mượn cái ban này đút vào thì giờ là nó ok ha. Đó, nó ok, nó sẽ không còn bị lỗi nữa. Còn nếu mà đút vào đây anh em bật khóa lên, bật lên bật xuống chừng một phát hoặc hai phát là mất kết nối ha, mất bơm xăng, mất hết luôn, thì nó bị chập trong đây. Không biết sao cái này nó chập, nó dẫn tới tình trạng đó, mình cũng không chưa tìm hiểu, thì mình dò mình thấy nó đang bị thông mạch trong đó, nó dò vô nó bị chạm với dây tín hiệu ha. Thì đây mình có băng vào nè anh em thấy nó, mình qua lên cho anh em xem nè. Cái này là của anh em thợ thôi, mình cứu là anh em thợ ha, chứ không phải của mình. Thì anh em xem đây, dây xanh lá nhạt sọc đen đây chập ha, ngay đây ha, và ngay đây anh em thấy nè, đây thì hai thằng này á nó nằm ở dưới cái bụng dưới đây ha. Đó, hai thằng này nó đều nằm ở dưới đây hết, nằm chập lại với nhau khi nó nằm dưới bên đây. Cái xe lúc chưa làm máy thì nó chỉ bị là cọ thôi, nhưng bắt đầu anh em lấy két nước đồ ra ha, anh em gị dây, cái lúc đó hai cái dây này nó gặp nhau, lúc đó anh em gáp lên trên xe, anh em bật lên một phát một đó, nó ngủm luôn. Thì anh em đẩy xuống cho mình, thì mình kết nối là không kết nối được với hệ thống xe ha, không kết nối hộp đen á, mất kết nối DLC, thì nó mất bơm xăng, mất đời. Xe này không có giờ đạp, thì khi mà mất bơm xăng, mất đời thì mình nghĩ ra nó cũng không có lửa luôn. Đó. Thì mình dùng mọi cách mình nạp mà không có được, thì mình lấy ra bên ngoài mình mới mở ra mình để mình kiểm tra ha, mình lột keo ra xong thì mình nạp phần mềm được, mình xem thông số được. Rồi mình đem ra mình lại ghim lại trên cái con này. Ghim vô phát một lại mất kết nối đây là C tiếp. Đó. Rồi mình lại phải lấy con IC ra ngoài rời ha, rồi mình mượn cái con này mình đút vào là giờ là ok. Vậy là nếu mà chập cái con này nếu mà ở bên trong cái con này nó bị thông mạch với nhau trong cái bốn cái dây này ha, dây tín hiệu nè, 5V 3V 8 gì đó, thì nó sẽ dẫn tới tình trạng là mắc bơm xăng, mắc đời. Thì đó, giờ nó cứu cái cũ là khi mà ghim vào á, anh em bật chìa khóa lên một anh em sờ ngay chỗ con này là nóng luôn, nóng hổi luôn. Thì bây giờ là
Bây giờ là bật phá lên, nãy giờ là không có nóng con này ha. Đó. Thì bây giờ là đã kết nối được. Thì con này mình đã kết nối và mình đã mở tua cho nó luôn rồi. Đây, 767 ha anh em ha. Thì cái cũ không thể nào mà mình can thiệp được hết, mình không đọc được, mình không kết nối được vào máy. Đó. Thì mình có nói là để mình nhận anh em thợ, mình nói là để mình khui mấy cái này ra rồi mình kiểm tra coi nếu mà nó bị ở mặt trên này á, nó bị linh kiện nào mặt trên á, thì mình có ASM mình có thể là thay được. Còn ở bên dưới thì tốn rất nhiều thời gian, thì thôi tốt nhất mua con ASM mới. ASM mới giờ nó 2 triệu mấy 3 triệu gì anh em. Thằng này hình như là xài chung với K01 thì phải, K35 rồi mọi người. Đó, phá chìa xài chung được. Nhưng mà giờ thì đã thành công rồi, thay cái con này. Giờ nếu mà em giật cái con này ra đút vô đây một cái nữa thì nó lại bị nữa nha mọi người. Đút vô đây một cái nữa mắc bơm xăng. Đó. Giờ mình lấy mượn con này mình đút vào thì nó ok. Giờ để bật phá lên là đầy máy cho anh em xem. Nhưng mà tại vì cái này nó bị hư rồi, giờ nó không có ganti, nó lận khận. Thì cái xe này á, là anh em thay cái lồng. Xe này là mắc hơi. Đó, mắc hơi anh em mở ra anh em thay một cái lồng ha. Anh em thay cái lồng làm xúc bắp. Đó, anh em thay lồng làm xúc bắp. Rồi nó bị cái đó anh em mới thay cái bình ha, bình chưa gắn ốc ha. Đó, chưa gắn ốc. Rồi mới bật lên thấy mắc bơm xăng gì đó, rồi anh em mới táo quả thông tin ha. Anh em lọt dây ra, anh em kiểm tra tài le tới lứa hết. Đó. Thì xuống mình kiểm tra thì mình thấy nó mắc tín hiệu ha. Mắc kết nối DLC, không kết nối được với ECM. Không bơm xăng không gì hết. Thì mình có nhận anh em là nếu mà mình khui ra nó bị đâu linh kiện ra bên ngoài, có thể mình cứu thì mình cứu được, mình giúp cho. Đó, thì cái này giờ cũng không biết tính anh em như tiền, tại mình không có sửa ASM anh em ơi. Mình không có sửa đâu. Nói chung là mở ra thấy ví dụ mà dò con linh kiện nào bị thì nếu có thì thay thôi. Chứ không có thời giờ làm ba cái này. Giờ đã hoạt động rồi. Thì anh em chú ý ha, khi mà cái con này nó bị chập á, nó bị chập vô cái dây 12V hoặc là dây tín hiệu của VS á, nó chập vô trong một trong bốn cọng dây này. Thì tốt nhất anh em chập vô nó đã bị rồi, anh em nên thay luôn cái con này luôn đi ha. Đó, giữ lại cái con này á, thì xui giống như con này nè. Làm lại xong mà ghim lại con cũ này nó lại mắc kết nối ha. Mắc hết luôn. Đó, lại phải để, nhưng mà anh em ghim vô trên đây anh em kết nối, anh em đổ phần mềm không bao giờ được nha. Nó không có nhận được, anh em phải tháo ra. Anh em phải tháo hết, dắt ra ngoài, anh em cấp một mát, một ca lai, một sao khóa cho nó. Thì anh em nạp được. Còn để trên đây anh em ghim những cái phần này vô là coi như ngậm luôn. Đó, thì cái ban này cũng lạ đời. Rồi vậy là cái này hồi nữa là đổ lại thôi, đổ keo lại thôi. Cho anh em thay cái ban YACV. Cái ban YACV này trên hãng bán giá mềm lắm anh em. Ở ngoài mình nghe nói ở ngoài hình như có 280 hay 9 hay nhiêu à. Trên hãng là cái con này 1.1 triệu nha anh em. Đó, trên hãng con này 1.1 triệu. Bộ không ra mua có cũng có 1.000.000 à. Mà mua cái ban YACV không đâu bán 1.1 triệu. Thôi nghỉ khỏe, để mua bên ngoài thay luôn. Rồi, chào mọi người ha, có sơ cái ban gì chia sẻ với anh em vậy thôi, kết thúc video nha mọi người, chào anh em nha.